Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, Tông đồ cầu nguyện, cùng Chúa Giêsu buổi sáng, niềm vui tin mừng. Hãy đi và rao giảng, nước trời đã đến gần. Hôm nay, con được kêu gọi trở thành người loan báo niềm vui của tin mừng. Con muốn mang thông điệp yêu thương và hy vọng của Chúa đến tất cả những anh chị em con gặp trên đường, đặc biệt là những người đang đau khổ. Đó là giáo hội, cộng đồng Kitô giáo, chính chúng con, những người mà Chúa Giêsu giao phó mỗi ngày đến với những người đang đau khổ về thể xác và tinh thần, để chúng con có thể tiếp tục đổ tràn trên họ, vượt qua tất cả với lòng thương xót và ơn cứu độ của Người. Qua lời cầu nguyện, con nguyện xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để trở thành những chứng nhân trung thành của tình yêu Chúa và chia sẻ niềm vui tin mừng đến tất cả mọi người. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, nhân chứng cho niềm vui. Đức Thánh Cha Francisco nói với con: niềm vui của phúc âm lấp đầy trái tim và toàn bộ cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Những ai để mình được Người cứu rỗi sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi nỗi buồn, khỏi sự trống rỗng bên trong, khỏi sự cô lập. Với Chúa Giêsu, niềm vui luôn luôn được sinh sôi và tái sinh. Con làm chứng cho niềm vui này trên thế giới, mang thông điệp hy vọng và tình yêu đến với tất cả những ai cần đến. Con cầu nguyện theo ý chị hàng tháng, để bí tích sức dầu bệnh nhân có thể được cử hành như điều chắc chắn về sự gần gũi của Chúa Giêsu đối với bệnh nhân và cả những người lớn tuổi. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, chia sẻ niềm vui. Vào cuối ngày hôm nay, con suy ngẫm về cách mình đã chia sẻ niềm vui tin mừng với tha nhân. Con nghiệm lại những cơ hội con có để làm chứng cho tình yêu của Ngài và những lần con đã không làm được như vậy. Con nguyện xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót nơi con và cảm tạ Ngài vì những cơ hội Ngài đã ban để con được phục vụ Ngài. Nguyện xin Ngài giúp con luôn là người mang niềm vui và chia sẻ tình yêu của Ngài với tất cả những người con gặp gỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.